với cái giặt, cái máy giặt mà đèn Toshiba mà nó nhé là bên bốn cái đèn chọn chương trình nè, và đèn chọn mực nước 3-9 lít à. Thì cái chương trình này là chương trình bị khó máy lỗi nha mọi người, khó bàn phím. Thử nó hiển thị như là khó bàn phím nè. Mình chỉ xóa máy lỗi thôi. Chào tất cả mọi người các bạn, hôm nay trở lại với kênh Toàn Đổ Vlog. Mình sẽ chia sẻ cho tất cả mọi người các bạn một cái máy giặt Toshiba loại đời A800SV. Thì cái máy này là hiện tượng nó là bị báo lỗi dàn đèn nha mọi người. Nhưng mà đối với những dòng máy Toshiba mà có cái bao mạch, có cái đồng hồ hiển thị như thế này nè, thì ví dụ cái máy nó hư một gì đó, nó báo lên cái đồng hồ hiển thị thì mình biết máy lỗi. Còn đối với những dòng máy mà nó nhé dàn đèn thì sao, thì mình phải bắt được cái bệnh đó là bị hư cái gì. Thì mọi người xem ở đây nó có là cái chương trình chọn mực nước nè, chọn chế độ vắt cực khô, chọn chức năng, chọn chương trình. Thì khi một cái máy giặt mà Toshiba A800 báo lỗi á, thì có nhiều cách để mà mình bắt được cái bệnh của nó. Thì mọi người kiểm tra vào cái dàn đèn nháy của nó nè, ví dụ nó nháy dàn đèn nào, và đồng thời là cái mực nước đó 23-38 nè, đèn nào nhé liên hồi thì sẽ báo chương trình đó nha mọi người. Còn mà nhiều lúc anh em mà cái vô thấy báo lỗi là không biết là nó bị hư cái gì, cho nên khó mà tìm ra được cái bệnh nguyên nhân của nó là hư cái gì nha mọi người. Thì ở đây ví dụ nếu mà ở đây là cái dòng này nó có khó nắp nha mọi người, ở đây nó có khó nắp nè, khó nắp nè. Thì nếu mà khó nắp hư thì mọi người nhìn ở bên này cái đèn số 23 lít nè và đèn 38 cùng với cái đèn chọn chức năng giặt xả tràn vắt nó nhé liên hồi đá qua đá lại vậy thì khóa nắp hư nha mọi người. Còn cái thứ hai, nếu mà cục xả ở dưới nó quay tròn rồi lại xả, thì cái đèn bên này cũng là 23-38 và cái đèn giặt xả tràn bên chọn chức năng bốn cái đèn cùng với cái đèn 23 lít và 38 lít nó nhé qua nhé lại, đồng thời cái rò le kéo tròn nó kêu cạch 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 thì chứng tỏ là đó là cái rò le sẽ bị quay tròn nha mọi người. Còn cái thứ ba, nếu mà cái đèn 38 lít nhé và cái đèn bên giặt thường, giặt nhanh, giặt ngâm, giặt nhẹ, nút chọn chương trình nè nhé, thì cái đây là bị khó bàn phím do giặt quá tải. Thì ở chương trình hôm nay mình cũng chia sẻ cho tất cả mọi các bạn biết được cái cách để mà bắt được cái bệnh của cái máy giặt Toshiba A800 này. Còn trở lại với chương trình cái máy này, thì bây giờ trước khi mình kiểm tra thì mình test thử cho mọi người xem thử cái máy này nó bị triệu chứng gì nha. Rồi bắt đầu mình mở nè. Rồi mọi người nhìn cái nút giặt bên chương trình chọn chức năng nè, bốn đèn và cùng cái đèn 38 nhé. Bên bốn cái đèn của chọn chương trình và đèn 38 nhé nè, thì chương trình này nó bị hư là hư, bị khó bàn phím rồi, do là cái này là giặt quá tải. Thì với tư cách này á, với cái chương trình mà hư này khó bàn phím á, thì mình sẽ xóa cái mã lỗi cho tất cả mọi người các bạn xem. Cái máy này á, thì bốn cái đèn giặt thường, giặt nhanh, giặt ngâm, giặt nhẹ bên cái nút chọn chương trình nè, và cái đèn mực nước á 38 lít nó nhé qua nhé lại, thì cái chương trình này là chương trình do máy bị khó bàn phím. Cho nên ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cách mở lỗi bàn phím này cho tất cả mọi người các bạn xem. Thì ở đây mọi người nhìn thấy một cái nút nè, chọn chế độ và cái nút vắt cực khô. Rồi bây giờ bắt đầu mình hai ngón tay mình bấm hai cái nút này nha mọi người, bấm mở nguồn. Tiếp một cái nữa. Rồi tắt. Mọi người khi mà bấm hai nút này á, đồng thời nút này mở nguồn á, thì nó kêu cái tiếng bíp dài á, thì mọi người bấm khởi động một cái nữa là để chi nó chọn nó lưu lại cái chương trình đó, rồi mọi người tắt. Thì khi tắt trong vòng 5 giây. Rồi mọi người mở lại. Coi còn bị nữa không? Hết mọi người. Hết báo lỗi rồi đó. Thì cái chương trình test á, thì nó rất là đơn giản, dễ hiểu thôi.
Và cái chương trình mà xóa mã lỗi rất dễ hiểu, với dòng máy Toshiba A800 này, mình nhắc lại một lần nữa nè, khi máy dàn đèn nháy mà bên cái mức chọn chương trình này, giật thường, giật nhanh, giật ngâm, giật nhẹ, và cái nút đèn 38 lít, hai cái đèn nhá qua nhá lại đá với nhau, thì mọi người nên nhớ rằng cái đây là bị mã lỗi của bàn phím. Thì cái cách của mình thì mọi người bấm, dùng hai tay bấm vào chế độ, chọn chế độ và cái nút quét cực khô, đồng thời ấn nút start đề, bấm mở nguồn. Khi mở nguồn mà cái tiếng bíp kéo dài á, thì mọi người bấm tiếp nút đề lần hai, rồi xong mọi người bấm tắt, thì để trong vòng 5 giây để cho nó xóa cái mã lỗi đi, rồi mọi người bấm mở lại. Và bây giờ là hết rồi nha mọi người, hết bị lỗi nè, giờ mình tắt mở lại xem nào. Hết, giờ khởi động đây nè, chạy lại từ đầu nè, thấy mọi người. Đây, giờ anh bấm cái này được. Đảo, mấy đảo này mọi người, hết còn mỗi lỗi rồi đó. Rồi bấm chương trình vắt luôn, kiểm tra luôn. Rồi rà lê đang kéo mọi người. Thì tại vì anh em nhiều người thấy cái dàn đèn nhá mà không biết là nó lỗi cái bệnh gì, thử mình hôm nay mình chia sẻ clip này cho tất cả mọi các bạn hiểu rõ nguyên cái dàn đèn nhá thế nào. Nhá bốn cái dàn đèn này của đoạn răng và một cái đèn 38 và 23 thì nó sẽ là hư khó nắp này. Còn đồng thời nếu nó nhá cũng bốn cái đèn này và một cái đèn 28 3 23 và 38 và đồng thời rà le nó kêu cạch cạch với đó là chứng tỏ là nhông tuông, rà le xẻ tuông. Còn mà nhé bốn cái đèn như hồi nãy mình nói là chứng tỏ là về cái đèn 38 này là chứng tỏ là nó bị khó bàn phím nha mọi người. Thì cách mở bàn phím số mã lỗi thì mình cũng hướng dẫn chỉ qua cho tất cả mọi người xem. Rồi clip hôm nay đến đây kết thúc. Mọi người yêu mến kênh mình hãy bấm cho mình một like, một đăng ký, một chia sẻ để mình có cái động lực làm những clip mới. Xin cảm ơn tất cả mọi người các bạn.